Theo cô Bảy chuyên làm bánh dân gian, bột làm bánh phải là gạo ngâm với khóm rồi xay mới thơm và không có mùi chua hăng hăng như bột bán sẵn ngoài chợ. Tuy nhiên, bí quyết lại nằm ở công thức: 1 kg bột, 1 lon nếp và 1 chén cơm nguội. Có như vậy thì bánh hấp xong mới mềm dẻo, để lâu không bị cứng lại. Hành lá làm cho nước cốt dừa có mùi thơm khó tả. Đã ăn thì khó mà quên.